Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong nước bát công đức của ao Thất Bảo nơi thế giới Cực Lạc phương Tây sẽ bọc lên một hoa sen. Niệm Phật càng nhiều thêm thì hoa sen càng lớn dần, nhưng vẫn chưa nở. Đợi đến lúc chúng ta mạng chung thì đương nhiên chúng ta sẽ sanh vào trong hoa sen ở thế giới Cực Lạc. Sở dĩ chúng ta muốn biết phẩm vị của mình cao hay thấp là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh hay hạ sanh thì phải xem công phu niệm Phật của chúng ta nhiều hay ít. Mình càng niệm Phật nhiều thì hoa sen càng nở lớn ra. Mình niệm Phật ít thì hoa sen nở nhỏ lại. Nếu không niệm hoặc có lúc niệm rồi không niệm nữa thì hoa sen kia sẽ khô rụi đi. Cho nên điều cần thiết là các vị phải tự tranh thủ lấy quả vị của chính mình.